Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai mô hình mà mình yêu thích của dòng Elite 68. Dòng Elite 68 gồm 6 mô hình: Rostoman, Undertaker, Brie Bella, Daniel Bryan, Roman Reigns và King Marvel. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình Braun Strowman Elite 68. Mô hình Braun Strowman Elite 68 gồm có mô hình Braun Strowman, một cây đàn khổng lồ, một cặp Money in the Bank màu xanh lá cây và hai bàn tay rời. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của Braun Strowman. Chúng ta sẽ đến với mô hình Undertaker Elite 68. Mô hình Undertaker Elite 68 gồm có mô hình Undertaker, một nón, một mặt nạ Ken, một mắt kiến và hai bàn tay rời. Sau cuộc họp thể hiện thông tin chi tiết của Undertaker. Vậy là mình đã giới thiệu xong về hai mô hình mình yêu thích của dòng Elite 68. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.